Hello, hello, hello. Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Bang Bang Gaming. Ok. Thời gian vừa qua anh em có khỏe không? Thì trong năm 2021 đó thì cũng rất là nhiều tựa game NFT Play to Earn được ra mắt, không? Và bên cạnh những tựa game thành công và phát triển thu hút được đông đảo cộng đồng ủng hộ thì cũng có những tựa game chưa được ok. Đúng không ạ? Tuy nhiên trong năm 2022 thì GameFi, NFT game và cái xu hướng Play to Earn vẫn là những xu hướng chủ đạo và sẽ phát triển mạnh trong năm 2022. Bên cạnh đó còn có Metaverse, đúng không ạ? Thì cái việc anh em mình cần làm là sẽ duy trì những cái dự án đã ra mắt và đang chạy ổn định, và tiếp theo đó thì mình cũng sẽ tìm kiếm và research thêm những dự án mới để chúng ta có thể là có đa dạng những cái dự án để chúng ta lựa chọn. Thì trong ngày hôm nay đó, bên bên gaming muốn giới thiệu đến với anh em một tựa game chuẩn bị ra mắt, một tựa game NFT và Play to Earn, đúng không ạ? Và đây là một tựa game phòng thủ, đây là một tựa game phòng thủ, và cái tựa game đó có tên là Duckland Survival, sinh tồn trong vùng đất tăm tối, đúng không ạ? Thì cái tựa game phòng thủ này, đôi nét về tựa game phòng thủ thì anh em cũng đã từng biết qua những cái tựa game như là Plan vs Zombie, không, 1, 2. Thì anh em nào mà đã từng chơi qua những cái tựa game phòng thủ á, thì cảm thấy là cái tựa game đấy nó khá là có sức hút đối với bản thân mình, thì nó kiểu như nó gây nghiện luôn á, bởi vì đòi hỏi mình cần phải có những cái tư duy chiến lược, sắp xếp đội hình này, lựa chọn vũ khí này cho nó phù hợp để chống lại những cái làn sóng của quân địch, không? Cho nên là cái tựa game phòng thủ luôn là một cái tựa game rất là hấp dẫn đối với rất là nhiều cộng đồng anh em game thủ ha. Duckland này là một thể loại game RPG, không, ở góc nhìn thứ ba, tức là anh em mình nhìn xuống á, là thấy nhân vật, và trang web của Duckland Survival là duckland.io ha. Trước tiên thì mình sẽ cho anh em xem cái đoạn trailer của game Duckland Survival. Trailer của game Duckland Survival thì anh em có thể nghiên cứu và tìm hiểu về tựa game Duckland Survival này ở trên trang web của Bang Bang Gaming. Đó, anh em vào trang web bangbanggaming.com này thì anh em vào mục NFT Game Trending và anh em tìm theo thứ tự là alphabet này. Đó, A B C D này. Ok, Duckland ha, thì anh em nhấp vào. Đó, thì Bang Bang Gaming cũng có những cái bài viết giới thiệu và nghiên cứu về game Duckland Survival, thì anh em có thể tìm hiểu chi tiết ở trên trang web của Bang Bang Gaming. Rồi, thì cái cốt truyện của game Duckland mở đầu là vào cái bối cảnh là năm 2265 này. Nhân loại thì đạt đến cái ngưỡng phát triển công nghệ, không? Và trái đất trở thành một hành tinh cằn cỗi. Chỉ còn lại việc sử dụng vũ khí sinh học, chiến tranh chạy bằng năng lượng hạt nhân và các thí nghiệm của con người để vượt ra ngoài các tiêu chuẩn đạo đức. Đó, thì các một nhà khoa học mà trong phòng thí nghiệm vũ khí sinh học đã làm vô tình làm vỡ ống chứa virus X. Đó, dẫn đến đại dịch toàn cầu làm thay đổi toàn bộ niềm tin của con người trên trái đất. Thì một dạng đột biến của virus X thì bây giờ được gọi là Delta X, nhanh chóng biến xác chết của con người thành những thây ma, đó là zombie đó, hung hãn tìm kiếm thịt người, mọi người bị bỏ mặc để sống trong nó kinh hoàng không ngừng. Đó, thì những cái người còn sống sót thì là những người mà phiêu bạt á, tức là họ đi thu thập tài nguyên, thành lập những cái bang hội và cộng đồng đó, và ấp ủ giấc mơ xây dựng lại thế giới. Mọi người học hỏi cách đối đầu với các đàn zombie, tự bảo vệ mình khỏi các tập đoàn độc ác và cố gắng tồn tại trong vũ trụ của Duckland Survival. Đó là về cái cốt truyện của game, đúng không ạ?
Đó, đây là bản dịch này. Hồi nãy là bản dịch của từ cái cốt truyện này ra. Thì anh em thấy rằng á, cái cốt truyện của game này thì nó cũng tương tự như là những cái series về phim hay là game về thể loại zombie, đúng không ạ? Tiêu biểu đó là Resident Evil. Đó là một cái series về phim zombie cũng rất là nổi tiếng. Thì nó cũng mô tả về cái việc mà các nhà khoa học làm vỡ ống nghiệm và những loại virus những loại virus nguy hiểm thoát ra ngoài và ảnh hưởng đến con người. Đó là về cốt truyện của game ha, cũng là một cốt truyện khá là hấp dẫn. Rồi ok, về gameplay đó, về gameplay thì hồi nãy anh em có coi cái trailer thì anh em thấy như nào? Thì ở đây ấy, mình cũng mượn được từ nhà phát triển cái bản game đầu tiên, tức là cái bản game demo đó, để cho anh em xem cái gameplay cũng như cái đồ họa nó như thế nào. Tuy nhiên thì nó sẽ vẫn còn tiếp tục phát triển nha anh em nhé. Đây là cái bản đầu tiên thôi, cái bản demo thôi. Đó, đây nè. Đó. Đây là những cái chiến binh của mình. Đây là bức hàng rào phòng thủ và những đàn zombie á, thì tiến tới. Rồi. Đó, đây là đội hình của mình này. Đội hình của mình gồm 3 vị trí này. Đó thì anh em có thể thay đổi. Anh em có thể thay đổi những cái nhân vật khác nhau. Đó, chẳng hạn như là ở đây đi. Đó, rồi, ok. Đó, những cái chức năng này thì chưa có mở cho mình. Đó thì anh em thấy như thế nào? Đó. Nó cũng tương tự, cũng khá khá là giống với Plan vs Zombie đúng không ạ? Theo mình thấy cái đồ họa của game này nó ở mức chấp nhận được và có thể là thích nghi, tức là nó phù hợp, nó tiếp cận được với nhiều người, dễ, nó dễ nhìn, dễ coi đúng không ạ? Đó. Và cái game này rất là dễ chơi thôi. Ok, đó là về cái gameplay, cái lối chơi của game nhé và cái đồ họa của game. Rồi. Và cái game này thì nó chạy được xây dựng trên nền tảng Binance Smart Chain. Cái ngày ra mắt sẽ là quý 2 năm 2022 này. Đó, đây là cái mô hình Play to Earn. Và cái game này sẽ được phát hành ở trên CH Play cũng như là App Store ha. Thì trong game thì có những cái nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ tuần. Đó. Nhiệm vụ quá trình và cái sứ mệnh ha, PVE này, phòng thủ, PVP này, chiến dịch cục tối này, một vô số 9 này, đánh để chiếm đất này, và đấu trường ngục tối này, và một vô số 99 này là săn phần thưởng. Red mode tức là cái chế độ tập kích, tập kích những cái khu vực của những người chơi khác, building và xây dựng và phát triển. Rồi, ok. Đó. Play to earn. Thì cái cách mà vận hành của game á, thì ở đây có những cái mô hình này, anh em có thể xem nhà đầu tư, không? Thì bỏ tiền ra và bỏ thời gian ra, bỏ tiền, bỏ thời gian. Đó, bỏ thời gian để chơi game cũng như là bỏ tiền để mua những cái NFT và token. Nhà đầu tư cũng có thể chơi game nha anh em nhé. Đó, mua những cái NFT và token. Đó, và chơi game này và kiếm tiền đúng không ạ? Đó, và bên cạnh đó cái mô hình thứ hai là nhà đầu tư. Đó, hay là player gì đấy. Có thể là mua NFT token, chơi game và kiếm tiền. Hoặc là sẽ trao giải thưởng, có những cái phần thưởng dành cho những cái người player xuất sắc đúng không ạ? Đó, và những người này thì sẽ bỏ thời gian ra để chơi game đó, và mang về cái lợi nhuận cho nhà đầu tư đúng không ạ? Đó là những cái mô hình của nhà đầu tư hoặc là game thủ để có thể là earn ở trong game Darklands Survival nhé. Đó. Ở đây cũng vậy này, tức là cái mô hình
để game, tức là game Duck Survival có một cái hay, tức là họ sẽ có một cái mô hình để họ thu hút những cái người game thủ truyền thống ở bên ngoài ấy, tức là họ đang chơi những cái tựa game mà không phải end game này, không không phải game NFT play to earn, mà là những tựa game thông thường thôi, thì họ sẽ đến với game Duckland Survival và họ trở thành game thủ của Duckland Survival. Họ cũng bỏ thời gian ra, họ chơi game và kiếm tiền, và đặc biệt á là họ có thể là thuê tướng này, thuê tướng free nhá, thuê tướng free này từ những cái nhà đầu tư này, họ đã có tướng, họ đã có NFT đúng không ạ? Đó, và những người này họ thuê miễn phí đó để họ bỏ thời gian ra chơi game đó, và cũng chia lại những cái lợi nhuận, những cái phần thưởng mà họ kiếm được theo phần trăm, theo mức độ phần trăm nào đó được thỏa thuận giữa hai bên đó, để cũng có để cái nhà đầu tư này họ cũng có lợi đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì cái nhà đầu tư này họ cũng có thể mua NFT hoặc là token để staking NFT cũng kiếm được tiền. Đó là những cái mô hình để play to earn và earn ở trong Duckland Survival 2 anh em ha. Đó. Rồi và cái token ở trong game là token quản trị, đó là đồng Bic, thấy không? Tên là Bic Cat này. Đó, và cái kia, symbol của nó là Bic. Đó. Thì anh em có thể earn được cái đồng Bic Cat này á ở trong những cái nhiệm vụ ngục tối, đấu trường. Đó. Săn phần thưởng này và những cái nhiệm vụ đặc biệt, và cái đồng bích này á anh em chi tiêu để mà có những cái tính năng của đất mà ở trong trên web mà Bên Gaming cũng có đề cập đến đó. Đây nè, lên game NFT nè, thì khi mà mình anh em sở hữu một cái mảnh đất thì anh em sẽ trở thành chủ đất và có thể làm được nhiều việc với mảnh đất của mình đó, và kiếm được lợi nhuận đó, hay không ạ? Thì anh em có thể là xây dựng và khai thác trên mảnh đất để kiếm về các vật liệu NFT có giá trị trong game này. Đó. Các vật liệu kiếm được trong quá trình khai thác có thể sử dụng vào việc nâng cấp hero vũ khí trong game. Đó. Build này, build ở Mining Tower này. Rồi, build ở Defending Tower này. Thì anh em xây những cái tòa tháp hoặc là đội quân hero, những cái tòa pháo để phòng thủ những đợt tấn công bất ngờ của zombie. Đó. Hoặc trong lúc mà anh em offline, anh em không chơi game. Đó. Đúng không ạ? Và anh em xây dựng những cái nhà dịch vụ, những cái nơi mà cung cấp dịch vụ đó để người chơi mà không có điều kiện thuê và làm cái nhiệm vụ hàng ngày trong game đó, qua đó thì anh em sẽ được sẻ chia lợi nhuận từ họ cho dù anh em không game, không không chơi game đúng không ạ? Hay không ạ? Rất là hay đúng không? Đó, người có tiền thì họ có những cái dịch vụ tốt để cho người game thủ mà họ chưa có điều kiện thì họ sẽ thuê và làm nhiệm vụ hàng ngày trong game, thì và mình sẽ được chia cái lợi nhuận phần trăm đấy. Rồi ok đó, xây dựng những cái trang trại này, trung tâm thương mại này, nhà cho thú cưng này đó. Rồi ok, cái chế độ này thì sẽ được ra mắt, chưa được ra mắt nha. Rồi ok ha. Rồi bên cạnh đó thì cũng có thể là nâng cấp hero, nâng cấp vũ khí này, mua bốc này, rồi giao dịch NFT. Và cái token thứ hai là token trong game, đó là đồng token DAY. Để mà kiếm được token DAY này á, thì anh em sẽ cần phải chiến dịch là chơi chiến dịch PvE. Thấy không? Tức là đánh với game, đánh với zombie á, đánh bot. Tất cả các chế độ PvP đó, khai thác ở trên đất của mình, chế độ tập kích, cho vay và thuế bang hội, và anh em tiêu cái chi tiêu cái đồng token DAY này á, thì anh em có thể là nâng cấp hero này, vũ khí này, và trang bị đó, tăng cường và tức là sửa chữa cái vũ khí của anh em đó, tái tạo năng lượng cho hero, bật cái tức là bật cái chế độ bảo vệ khi mà anh em offline đúng không, và nâng cấp nhà của anh em và tháp của anh em ở trên đất đó, và thuê công nhân này và binh sĩ này, thuê công nhân và hero đó, trả thuế
Ok, thì đây là hai loại token trong game nhé, Big token và DOA token. Rồi, đó là về cái token của game. Đó, đây là những cái bộ sưu tập NFT này. Đó, 150, hơn 150 hero với 5 lớp nhân vật. À, về 5 lớp nhân vật đó thì để mình giới thiệu cho anh em. Đó, đây là nhân vật này. Chiến binh càn quét. Đó, thì đây là họ là cái này thì anh em có thể tìm hiểu thêm nhé. Đó, đây là 5 lớp nhân vật này. Cái này là kiểu như là bắn liên tục này, bắn liên tục để gọi là chống trả lại zombie này. Đó, còn đây là bắn hạng nặng này, súng hạng nặng này. Đó, để tiêu diệt lượng lớn zombie này. Đó, lựu đạn này, đó cũng để tiêu diệt lượng lớn zombie này. Rồi, cung thủ này. Cung thủ này á thì bắn gọi là kiểu như là bắn giống như sniper vậy đó. Nhưng mà chắc là yếu hơn, thì như nào thì mình chưa biết ha. Ok. Đây cái sniper này là tức là xạ thủ. Xạ thủ thì nó bắn từ xa và cái sức sát thương của xạ thủ rất là lớn ha. Nhắm vào những cái con máu nhiều hay là con boss. Rồi tiếp tục ha. Ok, tiếp tục nào. Rồi mình đi đến đâu rồi? Đó, rồi đây là những cái bộ sưu tập NFT của anh em về vũ khí cũng như là về hero. Đúng không? Đó, thì trang bị là hơn 450 loại vũ khí này. Những cái trang thiết bị như là mũ này, nhẫn này, quần áo này. Đó. Rồi. Ok, về roadmap á, về roadmap thì anh em có thể thấy là trong năm 2022 này về quý 1 đó là ra mắt dự án. Hợp tác có cái vòng hạt giống và chiến lược cho các đối tác. Ra mắt bản alpha test này. IDO thì cái bản alpha test này theo như mình theo như bên phía dự án có chia sẻ với mình đó là đây là bản alpha test nội bộ thôi. Thì khả năng là trong quý 2 thì sẽ ra cái bản test chính thức là bản beta test. Thì anh em mình sẽ được trải nghiệm. Đó. Thì trong quý 2 thì sẽ có NFT sale, market play, beta test này. Đó. Ra mắt PVE này. Đó, ra mắt chính thức game này. Đó. Chế độ ngục tối này, một phần suất 9 này. Đánh để chiếm đất này, đó, bắn đất này. Smart staking này. Đó, ok đúng không ạ? Đó, quý 3 này, quý 4, quý 1023 này. Ok, anh em có thể tham khảo thêm. Rồi về tokenomics, về tokenomics. Đó, Big Cat token là token quản trị này. Mạng Binance Smart Chain. Rồi nguồn tổng cung tối đa là 400 triệu token. Đó. Đấy không? Đó, đây là số phần trăm phân bổ này. Thì ở đây á, anh em có thể thấy là Advisor và Team á, Advisor là 3% này, Team là 12% này. Thì tổng của họ là 15%. Thì trong cái bản tokenomics á, thì cái yếu tố anh em cần quan tâm đó là cái thời gian khóa này của Advisor và Team này. Đúng không ạ? Họ là những người chủ đạo, họ tạo nên con game. Đó, thì đây là lock, tức là khóa trong 18 tháng và sau đó sẽ phân phát trong vòng 2 năm. Thì anh em có thể nhìn vào đây, anh em có thể biết được rằng cái dự án có đi lâu dài với game hay là không. Đó là khóa trong hơn 1 năm, 1 năm rưỡi. Và giải ngân tuyến tính trong 2 năm, tức là dự án cũng muốn đi lâu dài cùng cộng đồng phát triển dự án cũng như là hỗ trợ cộng đồng. Rồi, về team, về team và advisor của Darkland Survival thì ở đây thì anh em nhìn đây là có Lily Nguyễn này, Jennifer Vũ này và Thắng Nguyễn này. Đó, Nguyễn Toàn, Đông Hà. Thì chúng ta cần phải xem là những nhân vật này họ có kinh nghiệm, đã từng có kinh nghiệm làm game hay là chưa. Thì đây CEO Big Cat nhé. Big Cat Studio là một cái studio game đã tạo ra những cái con game mà phát triển trí não á. Anh em có thể search ở trên Google, anh em có thể biết thấy được cái studio game Big Cat ha. Đây. Đó, đây là những cái tựa game Big Cat Studio này. Đó, xem là những cái game này có được cộng đồng đánh giá cao hay là không.
thì anh em có thể kiểm tra, anh em có thể xem đây là cái phim, cái game đường ống nước này đó. Thì ở đây là đánh giá là 3.8 sao, con số cũng trung bình đúng không ạ? Đó. Rồi game khác coi, game khác, game bài này, game bài ở đây là 4.6 sao này và 24.000 lượt tải này, hơn 12 hai hơn 24.000 lượt tải này. Đó, con số cũng khá ấn tượng đúng không ạ? Rồi cuộc candy này thử xem đó, 4.7 sao này và gần 10.000 lượt tải này, cũng ổn áp đúng không? Tức là cái con số lượt tải này thì cũng không nhiều, cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà cái lượt đánh giá sao này á thì cũng khá là ok đó. Bình chọn là bình chọn ha, đó là về Mika Studio, co-founder của Endgame này và 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực game, ngành công nghiệp game. Ok ha, đó là Lily Nguyễn. Anh em có thể check thêm cái thông tin này ở trên hồ sơ LinkedIn này. Còn về Thắng Nguyễn thì có kinh nghiệm làm ở Angel Game Studio này, Angel Studio đâu đây đó, Angel Game Studio này, anh em có thể vào đây anh em kiểm tra này đó, thì xem là cái studio này họ đã phát hành được nhiều game chưa đúng không? Đây à, trên Google Play cũng có này, xuất hiện này và đánh giá khá là nhiều sao nhé, 4 chấm mấy sao này, 4 sao này, 4.2, 4.3 này, 3 sao mấy, hơn 4 sao này, 5 sao này, hơn 4 sao này, 5 sao này, ok nhá. Đó, về Angel Game Studio đó, đó là về Angel Game Studio đó. Thì đây cũng là Thắng Nguyễn cũng có cái kinh nghiệm làm ở trong Angel Game Studio này, hơn 10 năm kinh nghiệm. Ok, Jennifer Vũ này, CMO Big Cat. Rồi Grand Panda Game, 6 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp game. Grand Panda Game, đây Grand Panda Game. À, Grand Panda Game á, là một cái kiểu như là một cái bệ phóng anh em, một cái bệ phóng để những cái nhà sản xuất, nhà phát hành họ có thể phát hành những tựa game của họ lên CH Play hoặc là App Store, thì thông qua cái Grand Panda Game này đó. Ok, Game Lock này đó, đã từng có kinh nghiệm làm việc tại Game Lock. Thì Game Lock là một trong những nhà phát triển và nhà phát hành game rất là nổi tiếng đó, mà đã phát hành ra rất là nhiều những cái tựa game đình đám, đúng không? Alpha, Alpha 9 này, Alpha 8 này, Modern Combat này, đúng không ạ? Thì khi mà anh em game thủ, anh em là game thủ thì anh em chắc chắn là biết về Game Lock, phát hành ra rất là nhiều những cái tựa game đình đám mà cái lịch sử, có lịch sử phát triển là hơn 20 năm rồi về Game Lock này. Đó, anh em có thể tìm hiểu thêm nhé. Game Lock này là một cái nhà phát hành rất là uy tín. Rồi Đông Hà này đó, rồi Game Geek Asia này đó, Game Geek Asia này cũng có uy tín này, cũng có tên tuổi này đó. Thì đó là sơ nét về cái đội ngũ phát triển của team, không tức là team dev đó, tức là họ là những người đã có kinh nghiệm làm game nhiều năm, thì hy vọng rằng họ sẽ hoàn thiện tốt cái con game Blacklands này, tựa game Blacklands này của chúng ta để mang đến cho cộng đồng. Partner đối với đối tác nhà đầu tư của Blacklands Survival, thì ở đây anh em đã thấy là Coin Market Cap này đã được niêm yết ở trên Coin Market Cap rồi, và đối tác quan trọng là Verigen. Đây là một công ty bảo mật và kiểm toán có tên tuổi trên thị trường quốc tế, cung cấp các giải pháp audit cũng như là về các dịch vụ về blockchain này đấy. Rồi đối tác thì có Bên Bên Gaming và tất cả những cái quỹ này, những cái venture capital này thì anh em có thể tìm hiểu thêm đúng không ạ? Thì anh em nào mà ở thị trường này trong một thời gian rồi thì anh em sẽ biết được những cái quỹ đầu tư này rất là quen thuộc đúng không ạ? Ok, đó là về yếu tố về partner và investor. Tiếp theo về cộng đồng, của Darklands, thì ở đây anh em mình có kênh Twitter. Hiện tại thì
Hiện tại thì có hơn 99.000 follower. Và những cái bài đăng này anh em nhìn này, họ đăng cách đây 18 giờ, 13 giờ. Happy Women Day này. Đó. 20 giờ. Ngày 7 tháng 3, ngày 7 tháng 3. Tức là lịch đăng bài của họ rất là dày đúng không? Lịch đăng bài của họ rất là dày. Thì anh em có thể thấy là cái đội ngũ họ làm việc chăm chỉ, cái sự nhập tâm và chú ý của họ như thế nào. Đó. Liên tục đăng bài, rất là nhiều bài, ngày nào cũng có bài. Đúng không? Rồi đó là kênh Twitter nhé. Có 122 bài viết rồi này. Đó. Rồi fanpage này. Fanpage của Đắk Len. Đó. 30.000 lượt follow, 28.000, 29.000 lượt thích. Ok. Rồi, đó là fanpage và kênh Telegram của họ. Đây là kênh chat này, kênh chat là có 158.000 này. Member. Đấy. Đó, đây là kênh thông báo này. 167.000 member này. Đúng chưa? Và cái lượt mà cái lượt là mắt xem này khá là nhiều đúng không? 7.000 này. 7.000 này. 8.000 này. Rồi. Ok. Ok anh em, vậy là ngày hôm nay á mình đã cùng anh em điểm qua những cái yếu tố gameplay có hấp dẫn hay là không. Đó, hệ thống play to earn của game có tốt hay chưa? Ở về team advisor cũng như là về partner và investor cũng như là cộng đồng. Đó thì qua năm yếu tố đấy thì Bebe Gaming đã chia sẻ và review đến anh em tựa game Duckland Survival. Đó, đây là những cái nhìn góc nhìn khách quan của Bebe Gaming và không được xem là một lời khuyên đầu tư. Đó. Thì khi mà trước khi mà anh em tìm hiểu hay quyết định đầu tư vào một con game nào đó thì anh em cần phải có kiến thức và tìm hiểu sâu về tựa game đấy và liệu rằng tựa game này có phù hợp với mình, có thích hợp để mình đầu tư hay là không, thì cái đó anh em hãy tìm hiểu thật kỹ để quyết định đầu tư nha. Ok. Và trong buổi tối ngày hôm nay là ngày 9 tháng 3 hai lúc 20 giờ thì chúng ta sẽ có một buổi AMA ở giữa Bang Bang Gaming và Duckland Survival. Đó, thì anh em hãy theo dõi, cập nhật tin tức và cùng tham gia cái buổi AMA này nha, vào lúc 8 giờ này, 8 giờ tối ngày 9 tháng 3 mà trên kênh YouTube của Bang Bang Gaming anh em nha. Ok, và ngày hôm nay mình đã chia sẻ đến anh em tựa game Duckland Survival. Nếu như anh em thích video này hãy để lại một bình luận để chúng ta có thể tương tác nhiều hơn. Không quên đăng ký kênh để ủng hộ Bang Bang Gaming và follow cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường game NFT anh em nha. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.